Giải mã cùng luật sư. Doanh nghiệp Việt cần làm gì trong vụ kiện phòng vệ thương mại? Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Podcast Giải mã cùng luật sư của báo Tin tức. Hãy cùng chúng tôi trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SB Law, về những đề xuất giải pháp đối với cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp xuất khẩu để đảm bảo được cái quyền lợi của mình trong các cái vụ kiện phòng vệ thương mại. Thưa ông, những năm gần đây, Việt Nam đẩy mạnh mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Điều đó đã góp phần không nhỏ giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, xuất khẩu. Nhưng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng đang bị các cái nước áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với một cái tần suất khá dày. Thưa ông, các cái doanh nghiệp xuất khẩu cần có những cái chuẩn bị như thế nào để đảm bảo quyền lợi của mình trong các cái vụ kiện phòng vệ thương mại nói chung, đặc biệt tại Mỹ? Vì vừa qua, Mỹ thì cũng chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Trước cái việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn chưa xếp Việt Nam là cái nền kinh tế thị trường, thì tôi đồng ý với cái nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam, đó là cái việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào cái thị trường Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các cái vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ. Chi phí sản xuất thực tế của cái doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục không được công nhận mà phải sử dụng cái giá trị thay thế của một cái nước thứ ba để tính toán được cái biên độ bán phá giá. Theo tôi, để có thể đảm bảo được cái quyền lợi của mình trong các cái vụ ở kiện phòng vệ thương mại tại Mỹ, thì các cái doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động và chuẩn bị kỹ lưỡng ở các cái vấn đề như sau. Thứ nhất, đó là doanh nghiệp cần nâng cao hiểu biết về pháp luật và các cái quy định về thương mại quốc tế, cũng như là cần trang bị cập nhật các cái kiến thức về các cái quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng, bao gồm các cái quy định về chống bán phá giá và chống trợ cấp, hiểu rõ các cái tiêu chí và quy trình để chuẩn bị các cái tài liệu và bằng chứng phù hợp, cũng như là hợp tác với cái phái đoàn điều tra của những cái cơ quan này. Thứ hai là cần xây dựng cái mối quan hệ tham gia và hợp tác các cái hiệp hội liên quan tại Mỹ để có thêm thông tin, cũng như là tăng cường trao đổi, hỗ trợ và tư vấn chuyên môn khi cần thiết, tránh cái việc là các cái doanh nghiệp Mỹ khởi kiện. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần tăng cường các cái hoạt động truyền thông để nâng cao cái nhận thức của cộng đồng quốc tế về sự phát triển của kinh tế Việt Nam hiện nay. Thứ ba nữa, đó là cần tăng cường cái sự minh bạch tài chính và quản trị của doanh nghiệp. Việc xây dựng và duy trì cái hệ thống quản lý tài chính minh bạch, tuân thủ các cái chuẩn mực kế toán quốc tế để tránh bị cáo buộc về trợ giá hoặc bán phá giá. Do đó, doanh nghiệp cần lưu giữ cái hồ sơ chi tiết và minh bạch về mọi hoạt động kinh doanh của mình. Thứ tư, doanh nghiệp cần xây dựng các cái kịch bản và kế hoạch để ứng phó với các cái quyết định phòng vệ thương mại, bao gồm việc tìm kiếm thị trường thay thế, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải thường xuyên trao đổi với các cái cơ quan trong nước, cơ quan đại diện về tình hình diễn biến xuất khẩu, nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại khi mà xây dựng các cái kế hoạch sản xuất xuất khẩu. Các cơ quan này cũng có thể cung cấp các cái chứng cứ và số liệu minh bạch thể hiện rằng hoạt động kinh doanh tuân thủ các cái tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp khi cần thiết, đặc biệt là khi vụ việc xảy ra, để có thể xây dựng các cái phương án xử lý kịp thời nhằm nâng cao cái năng lực ứng phó trước cái công tác phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như là Bộ Công Thương, cũng cần chú trọng cái công tác cảnh báo sớm, tuyên truyền thông tin kịp thời về hoạt động phòng vệ thương mại. Theo đó, để nâng cao cái hiệu quả công tác này, Bộ Công Thương cần tăng cường cái hoạt động phổ biến về các cái hoạt động phòng vệ thương mại của các cái quốc gia nhập khẩu. Thưa luật sư, thời gian tới thì Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, phân tích các cái lập luận trong cái báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ. Mục tiêu là sẽ bổ sung, hoàn thiện lập luận để gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại cái quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.
Theo ông, trong cái lần hoàn thiện hồ sơ tiếp theo thì Việt Nam cần chú ý đến nội dung nào và chúng ta cần có những cái giải pháp cải thiện những cái vấn đề gì để được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường? Những cái lý do được phía Mỹ đưa ra là Việt Nam vẫn sử dụng nhiều cái biện pháp hành chính như trần lãi suất, zoom tín dụng và kiểm soát giá cả đối với điện, xăng dầu, vàng. Điều này ảnh hưởng đến cái đánh giá của Hoa Kỳ. Do vậy, để có thể chuẩn bị cho lần tiếp theo, theo ý kiến của tôi thì chúng ta cần thực hiện các cái công việc. Thứ nhất là cần tập trung vào tạo lập cái môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp tự chủ trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu kỹ lưỡng ở những cái điểm mà phía Mỹ nêu ra, điểm nào chúng ta khắc phục được, chúng ta cũng đưa ra lộ trình, điểm nào cần trao đổi, chúng ta tổ chức các cái cuộc đàm phán và đối thoại với Mỹ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại và chứng minh những cái tiến bộ của phía Việt Nam đã đạt được. Những cái tiến bộ của Việt Nam trong thời gian vừa qua để hướng tới cái nền kinh tế thị trường là không thể phủ nhận. Điều này được thể hiện ở trong những cái hoạt động như các cái tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Apple, Google, Intel cũng đã đầu tư vào Việt Nam và mở rộng hoạt động đầu tư, cho thấy chúng ta đã có môi trường đầu tư kinh doanh tốt, đáp ứng các cái tiêu chuẩn khắt khe của phía doanh nghiệp. Việt Nam cũng đã đáp ứng các cái tiêu chí của Hoa Kỳ như khả năng chuyển đổi tiền tệ, thương lượng tự do và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta cũng cần làm sâu sắc thêm những cái điểm này trong những lần đàm phán và chuẩn bị hồ sơ sắp tới. Theo cái khoản 771 của đạo luật thuế quan Hoa Kỳ 1930, 6 tiêu chí khi xem xét một quốc gia có nền kinh tế thị trường bao gồm mức độ chuyển đổi của đồng tiền, vấn đề đàm phán tiền lương, tiền công giữa người lao động và người sử dụng lao động, mức độ đầu tư nước ngoài vào hoạt động kinh tế, vấn đề sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, mức độ kiểm soát của chính phủ đối với một số nguồn lực và giá cả và các cái yếu tố khác. Thưa quý vị và các bạn, trước các cái vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, công tác phòng vệ thương mại ở Việt Nam đã thực hiện đồng bộ toàn diện trên các khía cạnh như hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng vệ thương mại, triển khai các cái chương trình đề án lớn nhằm nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại, tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh cái biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, xây dựng và vận hành hiệu quả cái hệ thống cảnh báo sớm, đẩy mạnh công tác thực thi, sử dụng và ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất và xuất khẩu. Nhìn chung, Việt Nam đã xử lý đạt được kết quả tích cực trong nhiều vụ việc, giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc được hưởng cái mức thuế thấp như là cái mặt hàng về tôm, cá tra, cá ba sa, thép, ván gỗ, góp phần duy trì tăng trưởng xuất khẩu, nhất là sang các cái thị trường lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Úc và Canada. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SB Law đã đồng hành với chuyên mục Podcast Giải mã cùng luật sư hàng tuần của báo Tin tức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau của chuyên mục Giải mã cùng luật sư.